Xin chào tất cả mọi người, em tên là Vũ Mai Khánh Linh, học sinh lớp 10J2. Còn em là Hồ Thủy Nguyên. Và em tên là Hữu Lê Khánh Ngọc. Hôm nay chúng em sẽ giới thiệu đến mọi người một loại thức uống rất quen thuộc mỗi khi mùa hè đến và cũng rất quen thuộc với tuổi thơ của chúng ta nữa. Đó chính là món siro, một trong những loại thức uống vô cùng phổ biến khi mùa hè đến và cũng vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Ngày nay, các loại thức uống như trà sữa, trà đào đang là xu hướng ăn vặt mới nên các món ăn tuổi thơ này đang dần bị lãng quên và rất ít người bán. Vì thế, hôm nay nhóm của chúng mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm món siro để mỗi khi thèm thì có thể tự làm tại nhà mà không cần phải kiếm ở đâu xa. Chúng em đã lựa chọn màu xanh của hoa đậu biếc để làm món siro hoa đậu biếc vì màu xanh của hoa đậu biếc vô cùng bắt mắt mà lại rất dễ dàng tìm kiếm ở các hàng quán hay chợ. Đầu tiên, chúng ta sẽ ngâm hoa đậu biếc vào trong nước ấm để lấy được một màu xanh dương thật bắt mắt từ hoa. Đợi từ 5 đến 10 phút thì nước đã ngả thành màu xanh tươi mát của hoa đậu biếc. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ cho hỗn hợp nước hoa đậu biếc vừa ngâm vào trong nồi và đun sôi. Trong quá trình đun sôi, chúng ta hãy bỏ từ 2 đến 3 muỗng đường để siro có thêm phần ngon ngọt nhé. Đợi cho hỗn hợp sôi, sau đó chúng ta hãy tắt bếp và để cho hỗn hợp nguội lại. Trong quá trình đợi hỗn hợp sôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm rau câu hoa đậu biếc để trang trí thêm cho món siro này nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho từ 2 đến 3 muỗng đường để rau câu có vị ngọt. Sau đó, ta sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên và bỏ bột rau câu vào. Ở đây, chúng em sẽ sử dụng loại bột rau câu dẻo. Loại bột này chúng ta có thể dễ dàng mua tại các hàng quán, chợ hay siêu thị. Sau khi đường đã tan hoàn toàn, chúng ta hãy tiến hành bỏ bột rau câu vào nhé. Lưu ý, chúng ta hãy khuấy hỗn hợp thật đều tay để tránh trường hợp bột rau câu bị vón cục lại. Sau khi bột đã tan hoàn toàn vào trong hỗn hợp, chúng ta sẽ tắt bếp để nguội và đợi cho hỗn hợp đông lại. A few moments later. Sau khi hỗn hợp đã đông lại hoàn toàn thì chúng em sẽ thái nhỏ rau câu thành những hình dạng mình thích. Ở đây chúng em sẽ thái nhỏ rau câu thành hình vuông. Ta-da! Sau khi đã thái nhỏ rau câu ra, chúng em sẽ tiến hành bỏ rau câu đã thái nhỏ vào trong chai đựng đã chuẩn bị sẵn. Và đây chính là hình ảnh chúng em đã bỏ rau câu vào. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đổ hỗn hợp siro đã để nguội trước đó vào trong chai thủy tinh. Và ta-da! Chúng ta đã có ngay một chai siro hoa đậu biếc thật ngon và thật bắt mắt. Không những thế, món siro hoa đậu biếc này còn giúp cho mọi người thư giãn trong những ngày hè nắng nóng nữa đó. Nếu có cơ hội thì mọi người hãy cùng người thân hoặc bạn bè làm thử loại nước uống này nhé. Bài dự thi của lớp 10D2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.